Con này là con bắp ngang của Mỹ nha anh. Con này là con sưa, như con chim vậy đó. Đây, nhìn thấy con chim không? Đó, con chim, như con chim vậy đó. Đẹp, con này rất là đẹp. Đây còn rất là đẹp ha. Đây là con sưa nha anh. Đó, đây là con sưa ha. Không phải là cái dòng sau này mà là dòng sưa. Đó, có chân gió nè anh thấy không? Rất là nhảy lửa ha. Rất là nhảy lửa, lên 10 lên 10 có chân gió nè. Nhìn rất là đầu gấu. Đây, nhìn đã ha. Đó, mà nhìn đi. Rất là đẹp luôn, như con chim vậy đó. Đó, con chim, mắt con chim. Đó, cánh con chim, nhìn như con chim vậy đó. To nha. Con này á xài đầm tay lắm nha. Xài rất 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 là đầm tay luôn. Anh nào mà yêu đồ cổ thì đừng bỏ qua con này nha. Con này nó thuộc dòng cổ quái, mà con này nó là con xưa chứ không phải cái dòng 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 sau này ha. Này, dòng xưa đó. Đó, rất là nhảy lửa luôn, có chân gió luôn nè. Phải không? Đẹp, lửa rất là đã ha. Lửa 10 lên 10 ha. Rất là đã mà. Con này rất là đẹp, không có cứng móp gì hết á, nó như con chim vậy đó. Nhìn con chim nè. Con chim, cánh con chim, y chang con chim, mắt con chim. Rất là độc ha, kích cỡ so với cái thú này. Con này xài rất là đầm tay mà anh nào mà khoái đầm tay thì lấy con này ha. Mà sưu tập cũng lấy con này, tại vì con này là con xưa, không phải dòng thập niên 50 đâu. Con này 30 40 lận, tuổi nó sâu. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn.